5 này, đây là bài 6 này. Xong rồi, bài 6. Điền text vào input submit. Sau đó sẽ alert ra một cái chuỗi submit này. Được chưa? Bây giờ là kiểm loại bỏ, làm kiểu gì, làm loại bỏ toàn bộ khoảng trắng trong chuỗi. Sử dụng, đặc biệt là sử dụng hàm replace, str replace. Đây là bài số 6. Hãy nhớ cái replace nó chỉ thay thế được bằng một, được cái đầu tiên nó tìm được không. Bây giờ chúng ta phải làm nào để xóa nhiều cái dấu khoảng trắng ở trong cái chuỗi chúng ta nhập vào. Thử nghĩ có cách nào xem nào. Nghĩ thử là có cách nào xóa khoảng trắng khỏi chuỗi. Gợi ý này, cần dùng vòng lặp và index of nữa thì mới xóa được hết tất cả khoảng trắng trong chuỗi.
Nào, có bạn nào cũng trình bày được ý tưởng không? Dùng vòng why này, why điều kiện đấy, dùng vòng why. Do why chạy một lần replace xong rồi sau đó sẽ tiến hành là kiểm tra xem là cái index đấy còn ở cái dấu khoảng trắng còn trong chuỗi không, nếu còn trong chuỗi thì lại vòng lại một lần nữa, đúng không? Cứ thế vòng đi vòng lại, dùng do why. Không nhá. Bởi vì cái đặc tính của thằng replace này nó là cái gì? Chỉ xóa được một lần thôi, đúng không? Bây giờ muốn xóa hết này. Replace space, đúng không? Replace play space, chúng ta sẽ có hàm như sau này. Copy. Chúng ta phẩy một cái này. Replace play function này, đúng không? Chúng ta có van, có đủ các thứ các kiểu đây. IP value cao bằng 0 này thì chúng ta thay cái mới này vào. Chúng ta có do, cứ do đã tính sau. Do while, do này. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái biến hướng nữa và no space string bằng từ đấy nhá, no space string bằng string rỗng này, không nhá, à quên cái này không cần luôn, do này van bằng van chấm gì replace, xóa. Chúng ta để ý này, cái ký tự đằng trước
là ký tự cần xóa đúng không? Thì chúng ta sẽ để là khoảng trắng để nó dấu cách. Cách ra này. Ký tự thứ hai, à, tham số thứ hai là tham số gì? Thay thế chúng ta để là string rỗng này. Xong chưa? Được chưa? While chúng ta là van.index of ký tự khoảng trắng mà nó khác trừ 1 thì còn chạy tiếp đúng không? Sau đó chúng ta tiến hành là tiến hành hiển thị nó ra ngoài này. Cái van vào đây là xong. Đúng không? Chạy một lần này. Chạy một lần này. Van bằng van replace khoảng trắng, thay thế khoảng trắng bằng cái dấu cách bằng khoảng trắng này. Sau đó chúng ta thực hiện là khi cái van.index of của cái khoảng trắng kia ở của dấu cách mà khác trừ 1 tức là nó còn tồn tại thì lại chạy tiếp. Chạy đến bao giờ hết thì thôi đúng không? Chạy thử cái nhé. Đúng không? Xong chưa? Tôi cách ra vài cái đầu tiên này. Cách ra vài cái cuối cùng này. Vẫn thế đúng không? Rồi. Hoàng Vân Anh nhầm. Xong chưa? Đó, đấy là cái cách chúng ta làm cái replace string này. Đây là cách một cách nhá, replace string khỏi chuỗi có cực kỳ nhiều cách. Không, không dài. Xem nào.
không chưa? Đấy là tác dụng của thằng request sao? Còn này chưa được không? Chứng tỏ là bị cái lỗi này lâu lắm rồi đúng không? Đấy là một thể nguyên nhỏ. Thấy chưa nhỉ? Đấy là những cái hàm chúng ta đã học. Thứ nhất, hàm len lấy độ dài này. Hàm index of là lấy vị trí này. Hàm gì nữa nhỉ? Nãy giờ thực hành thêm có cái hàm replace đúng không? Rồi hàm substring, cái đấy chúng ta tự đọc, tự lấy ví dụ nhá. Tiếp theo, nó sẽ có những cái hàm nữa, còn nhiều lắm. Replace này. Cái regular expression này chúng ta chưa học, bỏ qua. Đây, convert upper and lower case. Upper là chữ viết hoa, lower case là chữ viết thường. Được chưa? Chúng ta sẽ có là take 1 bằng hello world, take 2 bằng take 1 chấm to upper case, là chuyển toàn bộ chữ ở trong cái take 1 này sang chữ hoa và gán cho cái biến take 2. Đây, hello world đúng không? Được chưa? Xong chưa? Chuyển toàn bộ chữ thành chữ hoa thì là chúng ta có hàm là to uppercase. Đây, to uppercase. Ngược lại với to uppercase chúng ta có to lowercase, là chuyển toàn bộ chữ sang chữ thường. Concat là ghép chuỗi. Được chưa? Ghép chuỗi. Còn take 1 là hello, take 2 là world, chúng ta ghép cái hai cái chuỗi này vào với nhau và gắn bằng take 3 thì chúng ta có take 1.concat. Tham số đầu tiên là ký tự để nối, ký tự nối giữa hai chuỗi. Chúng ta để là dấu cách cũng được hay là dấu gì cũng được. Và tham số thứ hai là cái take thứ hai thì chúng ta sẽ thử. Tôi thử ở đây là thêm vào cái dấu thẳng đứng như này. Nó ra dấu gạch đứng. Nhá, nối hai chuỗi vào với nhau. Char này chúng ta không cần. Rồi, tiếp theo,
Cái này cũng cần dùng nhiều này. Convert string to array là chuyển từ chuỗi sang mảng. Bây giờ chúng ta có hàm là split. Chúng ta sẽ ví dụ như sau. Ví dụ như sau. Chúng ta có chuỗi có A, B, C, D, E, F này. Chúng ta có cái biến ARR bằng giá trị của string str.split dấu phẩy. Sau đó chúng ta sẽ in cái này ra. Thấy không? Chúng ta có thể là tiến hành là console.log ra cái ARR ở đây. Như này. Run. Tôi bật cái inspect lên. Chúng ta vào console chúng ta sẽ thấy. Try. Thấy không? A, B, C, D, E, F thì nó chuyển thành một cái mảng có 6 phần tử A, B, C, D, E, F. Tôi sửa lại cái này thành G, G, H, I, Z. Được chưa? Run, chạy lại. Đúng chưa? Cắt chuyển từ chuỗi sang mảng. Chúng ta thay cái này vào dấu vạch đứng cũng được. Thay dấu gì cũng được nhá. Bởi vì thay cho dấu phẩy tôi thích thì tôi thay một dấu gạch đứng. Để tôi check một cái là tôi split theo dấu gạch đứng có được không. Vẫn như cũ đúng không? Thì là chúng đây là cái dấu để giúp chúng ta ngăn cách. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có bài toán như sau. Có bài tập như sau. Bài 7. Điền text và input nhớ là có 3 ký tự. 3 từ chứ. 3 từ ví dụ như kiểu là Trần Hữu Thiện này là 3 từ đúng không? Trần Hữu và Thiện đúng không? Sau đó submit tiến hành đảo vị trí các từ trong chuỗi. Đảo vị trí các từ trong chuỗi. Ví dụ như Thiện Trần Hữu thì đòi đảo thành Thiện Hữu Trần. Thấy chưa? Hoàng Văn Minh thì đảo thành Minh Văn Hoàng. Đó, đảo ngược lại. Làm cái nhạc cắt split chuỗi theo dấu cách đúng không? Sau đó sao? Dùng vòng for ngược hiển thị từng phần tử ra một là xong. Đúng nhá.
Làm cái việc cắt chuỗi trước đi, thử xem nó ra cái gì. Rồi đảo chuỗi, đảo bảng phát là xong. Đọc cái bài mới đi. Đừng ngồi nhìn màn hình, học cái ngành này là phải ngồi thò tay vào đàn, làm sai thì sửa lắm, đừng sợ sai. Chứ còn không làm gì thì không bao giờ các bạn học được, bất kể cái gì cả. Bây giờ nó phần này nó không dễ, cái này đã chết rồi. Học này nó khó hơn nhiều rồi. Học hàng chưa? Điểm chấm. Đảo chuối chẳng hạn, biết thẳng rồi. Đảo chuối. Thôi, xếp xuống, tạo bên cái hàm ở bên kia. Rồi. Chính xác. Lấy cái hàm ra. À, chính cái hàm trên đường đấy. Chính cái hàm trên đường đấy. Để cái nào cũng... Ôi dưới, không cần quan trọng. Copy cái đoạn kia xuống phải nhanh không? Copy hai cái dòng xuống phải nhanh không? Để luôn. Rồi. Ba một cái biến nữa. Ba một biến array. Cách ARR bằng. Cái chuỗi là cái nào? Bây giờ cái chuỗi là cái nào? Trong hai cái biến là cái biến nào là cái chuỗi? Đừng ngồi nhìn, làm đi. Ngồi nhìn là không được đâu.
Sao? Xong chưa? Ôi giời ơi. Chuyển được chuỗi sang mảng chưa? Rồi gì? Rồi thì làm vòng for lùi. Hiển thị ra là xong. Đây, tôi sẽ tạo ra cái hàm reverse string function trong này. Tôi sẽ có van bằng this ip.avalue này. Bây giờ tôi sẽ tiến hành var arr bằng một cái van này chấm split cái dấu cách ra. Đúng không? Các từ sẽ cách nhau ở dấu cách. Thì tôi split dấu cách ra là xong. Xong sao? Tôi tiến hành là console.log cái arr ra. Thử cái. Đúng chưa? Đúng chưa? Sao nữa? Nữa sao? Dùng vòng for. For này. For i bằng arr.len trừ 1 i lớn hơn bằng 0 i trừ trừ đúng không? Đây là arr i này. Bây giờ chúng ta sẽ có gì? Có gì? Van. Không, quên nhầm. Tôi sẽ có cái var reverse str bằng string rỗng đúng không? Sau đó tôi sẽ có cái reverse str cộng bằng, đúng không, cộng bằng với cái arr ở vị trí thứ i cộng thêm với dấu cách vào, đúng không, cộng thêm với dấu cách là xong. Sau đó tiến hành console.log ra cái a à, cái reverse string. Thử cái nhá, result inner text chứ quên. Inner text của reverse string Nguyễn Minh Nghĩa submit đúng không, xấu trai, trai xấu nhá, có gì đâu. Để tôi đẩy code lên. Thank you.
Không nhỉ? Xem còn hàm nào nữa không nào. Nghe rõ. Chúng ta có thể tách, chúng ta để này, chúng ta hoàn toàn có thể tách các cái từ, các cái chữ cái trong một từ ra bằng cách là tt split. Được chưa? Tách ra. Hiểu không? Tách cái chữ cái trong từ ra bằng cách này, split cái string rộng. Tách từng từ, từng chữ cái một ra khỏi cái từ đấy. Được chưa? Ôn lại một lượt cho tôi về cái, tôi cho chúng ta 10 phút để ôn lại tôi hết các hàm về việc xử lý chuỗi. Sau đó sẽ có một rổ các bài tập đập mặt ngồi làm. Ôn đi. Trông thằng này nó vật. Đuổi thẳng cổ ra nhà vệ sinh ngủ bây giờ vậy. Tôi ra bài tập cho chúng ta ở trên này nhé, trên Facebook nhé. Không vào được luôn mà. Gì, bà vợ tôi làm gì đấy cháy. Rất quan tâm đến vấn đề chính trị xã hội nhé.
bài này khó quá không? Thôi rồi, cho 3 bài đã. Tôi update tiếp. Làm luôn, hẳn chưa? Từ giờ đến cuối giờ có người nào làm xong thì người đấy sẽ không phải chống đẩy. Còn ai không làm xong thì sẽ phải chống đẩy. Cho các bạn 30 phút cho 3 bài. Mỗi bài 10 cái. Cũng được à? Làm một bài thôi thì chống 20 cái. Làm hết 3 bài thì không phải chống.